phục ông Vũ Tuyết. Để cái tay tôi giờ hả? Bị cống lên luôn à. Mình nghĩ còn nghề đó. Đây là loại trà ở đây, kỳ trà cá có xuất hiện ở đây. Mình tất cả là coi mình phiêu sao mình nói mọi người nghe nha. Đây là các bạn đang mang mình lấy chân con kìa, 15 năm rồi, mình mấy chuyện rồi, cái gì mình đơ luôn á, bởi vì nó lạnh đó. Cực kỳ hấp dẫn rồi. Có đỉnh núi rồi. Hơi nóng từ cái nước, cái ấm là dễ chịu. Ở đây tuyết trắng quanh năm. Phiêu nó ngọt mọi người. Thì có cái miệng tôi bị cứng rồi, lạnh quá. Ngon tuyệt vời luôn. Nếu có dịp các bạn tới nơi đây uống trà có mình á, càng lên đây khó thở lắm, bởi vì lạnh quá, đông đông cái hơi thở lại à. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok, hẹn gặp lại. Là được anh.